Chào tất cả các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ test thử FIFA trên giả lập LD Player. Đúng không ta? Tại vì mình chơi bằng BlueStacks rồi, mình không biết chơi bên bá kia nó có mượt hơn BlueStacks không. Đầu tiên mọi người lên màn tải này, chắc là cái này rồi. Đấy, để tải cái LD Player này. Bấm vào tải này. Tải về thôi. Tải cái veo là xong luôn ha. Đúng là nhẹ quá ha. Nice. Đúng rồi, nút mở này. Mở. Rồi tắt cái này đi thôi, cho nó cái kia nó lên. Cài đặt nhanh tiếng Việt, chọn tiếng Việt, cài đặt nhanh đồng ý nè, cài đặt tùy chỉnh cái ổ điện đó, tùy chỉnh cái ổ điện D rồi, bật cài nhanh. Chúng ta để tải trên 400 MB để có thể tải được vô game. Ai mà xin cái bức ảnh này của tôi thì bức ảnh này tải ở đâu nhỉ? Wi-Fi trên giả lập Player sẽ như thế nào? Và đây chúng ta sẽ khởi động nó. Bắt đầu chạy lên rồi, chúng ta vào phần setting ngay lập tức rồi. Như cài đặt màn hình của tôi DVI 280 240 180 cho cả này, thiết bị SMB chờ đổ Google 2 mặt định 60fps 120. Nói thật là cả đồ họa tôi không được tới GTX 750T nữa đâu, nghe nó cùi lắm anh em ơi. Lưu là chạy lại này, chúng ta chạy lại thôi. Sau khi đó anh em vào, tất nhiên là đăng nhập phần trên Google rồi. Cái phần này thì tôi cắt cho anh em. Sau khi đăng nhập thì vô cửa hàng Play và tải FIFA thôi. Máy mình lắc nên mình sẽ không tải FIFA Max đâu mọi người. Tải sắp xong rồi. Đang cài đặt. Anh em phát thôi. Ở bên đây Control N ấn chuột nhưng mà để F1 là gì đâu. F1 là đóng game hả má. Ok anh em, tức là đăng nhập thôi. Giờ tôi sẽ chỉnh phím trước nha. Mẹ game tự out anh em, game gì tự out vậy anh em, trời đất ơi, out ra rồi còn vô game thì còn bị lỗi nữa là sao anh em. Sau một lần bị out ra cùng với một lần mạng không ổn định thì lần này chúng tôi có thể vào được không đây? LD Player tôi sẽ phải trải nghiệm nó một trận. Come on, let's go. Đầu tiên chúng ta phải chỉnh đồ họa trước ha. FPS đã để sẵn nó cao rồi nha. Hình thành tôi không biết nhà này nữa. Lên tầm 5 rồi. Nhìn xung quanh. Trên PC người ta hay chỉnh bằng 0 lắm nha mọi người. Đấy, về cơ bản điều khiển này, thường này. Tôi thì tôi em bấm nút Q để chúng ta cùng nhau chỉnh phím nào. Ơi. À, đồ nhảy XY ở đây ạ. À. F1 nha anh em, chúng ta có thể tùy chỉnh cái này. Y tôi để 50 thôi. X tôi để 50. Nó vứt luôn mấy cái cột rồi hả anh em? Độ nhảy này loạn xì ngầu quá. Lúc chạy vậy thì nó bình thường này, đó, nhấc lên vậy nè. Mà khi anh em nhảy lên nè, đó nó nhanh quá anh em. Đồ nhảy Y này không được. Chúng ta sẽ chỉnh đồ nhảy XY ở đây ạ. À. Này tôi nên để vào đây. 40 này tôi nên để 40. Anh xì ngầu quá anh em ơi, độ nhảy này nó bị loạn quá, cứ phải bấm. Vậy thì ở bên cái ứng dụng này nên để control, tại vì thì sẽ bắn bên ứng dụng này. Để bấm dọn F1 rồi bắn bên ứng dụng này độ nhảy nó không được ổn định đó, cứ mỗi lần bắn xong là phải control lại thì nó mới mượt được, thì thế quái nào bắn được trên cái LD này đây anh em. Mặc dù độ nhảy bắn ở trong mỗi lần đó là hít thọt đấy đó, mà anh em không tôi lại bấm lộn F1 rồi. Anh chủ là phím không để xuống cái kéo lên hả anh em. Không được rồi anh em. Lăng chụp lên, lăng chụp xuống, quay. Lăng chụp xuống, lăng chụp lên gì đây? Cái này tôi xóa đi, tụi con nó có sống được không? Tắt cái đó đi.
bắn xong cái anh em chịu rồi nhé, cảm giác như phải reset lại chuột vậy. Vậy sao chơi nghiên cứu này. Bên đây chỗ tâm nó kêu ha, tôi reset lại phím. Trời ơi, cứ phải cảm giác mấy cái ứng dụng này nó không có mượt ở phần độ nhảy nữa. Kiểu cứ phải bấm bắn mỗi lần bắn xong là phải giật chuột nha, nó bị đứng lại vậy sao chơi. Bình thường là tôi bắn là tôi giật xuống vậy liền mà, sao chơi nhỉ, đúng đấy, tôi không biết sao chơi được trên ứng dụng này. Nhiều thanh niên chơi được trên ứng dụng này hơi hay đấy, tại vì nói thật bên cái Blue Start tôi chơi đó, không phải vì gì nó mượt hay gì, bên này tôi chơi 90 FPS luôn ạ, kinh thật sự. Tiếc là độ nhảy nó hơi bị ra chứ không, là tôi độ nhảy nó bị bất thường đó. Bây giờ tôi kéo xuống một lúc nữa cái xuống này chậm quá, hãy hiện chuột nha, nó mới để tiếp rồi chạy rồi bắn rồi bắn rồi. Phải cài macro rồi, tôi không thích chơi kiểu đó lắm, tôi không thích cài macro kiểu ấn hiện chuột, không được rồi, tự nhiên mỗi lần bắn xong nó bị dừng chậm lại một nhịp anh em đó. Tôi quay cái chuột này mà chậm lại nhiệt, nó bị chậm lại một nhịp sau khi bắn viên đạn anh em ơi. Bắn vậy thọt quá, được cái FPS này đúng kiểu mỗi đời luôn, FPS 90 luôn, đúng là tuyệt vời. Quan trọng là cái đó bắn lên là kéo xuống liền, tự nhiên bắn lên đó tôi kéo không đeo xuống, phải xuống liền như vậy nè. Anh Tân xin lỗi nha, kiểu không muốn xuống luôn, thề luôn. Bắn vậy tôi chơi, bắn xong cứ phải nhấp chuột để tốt thời gian lắm, dồn đầy bắn auto ngu luôn, đúng ngu luôn. Không có cái cách nào cái độ nhảy nó giữ nguyên đúng một độ nhảy như vậy này. Bên giờ đây nó có vẻ như là làm hơi cùi phần này, bắn mỗi lần bắn cứ phải hiểm chuột ra vậy, bắn mệt quá. Quá non. Đơn giản. Cái gì vậy? Tôi công nhận là tôi bắn cái này dở thật nha anh em. Nó cứ bị đứng lại anh em. Tôi chơi mượt lắm chứ không có đứng dữ vậy được. Nhưng mà công nhận đồ nhảy sọt ôi dễ đấy. Nên anh em cài mắt luôn, anh em cứ thì chơi nháy mình được. Đồ nhảy đúng kiểu auto one shot gì trời. Lên đây. Trời ơi. Ôi, cái đồ nhảy nó bị chậm chậm, đồ nhảy bên này mà để giữ được ổn định là auto ăn ngon nha anh em. Trời ơi. Cho tôi thì cái giả lập này không hợp với tôi. Ở đây có anh em nào biết cách fix cái kiểu mà di chuyển vòng vòng nó bị khựng lại mà hình không, mỗi lần bắn xong nó khựng nha. Đồ này auto bình thường luôn anh em, mà cầm súng đây là kéo lên là cũng bình thường nha, bấm keo à, đó bị cứng. Anh em thấy cái đoạn tôi bấm này, anh em thấy đoạn tôi bấm keo lên nó như một cái gì đó nó nhất thượng. Vâng, đó tôi nói thật luôn, bấm keo là bị thượng rồi, nó quá khực anh em ơi.
thực độ nhạy nó bị bất ổn định. Điều này khiến tôi cảm thấy độ nhạy này không thích hợp với tôi, mà kiểu bắn one shot là độ nhạy tôi cảm giác nó rất là dễ dàng. Những đường thực view của tôi không chơi được. Trời ơi, thôi dẹp mẹ.